Đứng lại xem tí này, nào. Đại ca đang chờ, nhanh nhanh. Chờ một tí có sao, thôi đi đi. Đại ca. Đại ca. Thôi các đệ. Các đệ có biết không? Dạ. Cứ cái đà mà uống rượu như huynh thế này ấy, thì chả mấy chốc là huynh đỗ đạt làm quan to. Còn lâu huynh mới đỗ với cái kiểu uống rượu nhiều như huynh thế này. Này, sao? Cái việc đỗ đạt ấy là chỉ có thể hỏi Ngọc Hoàng với Diêm Vương thôi nhá. Ngọc Hoàng, Diêm Vương à? Ồ mà biết hỏi ở đâu? À, hỏi á, ra cái đền hoang ở ngoài rìa làng mà hỏi. Ngoài đấy có cái gì đâu mà hỏi. Ê, ta về vớ vẩn. Ngoài đền hoang ấy thiêng lắm nha. Biết. Nếu mà muốn biết cụ thể thì huynh phải ra rước ông ấy về đây, mời ông ấy uống rượu. Ở đâu? Ông ấy sẽ báo cho huynh biết là bao giờ huynh thi đỗ làm quan. Ừ, đúng rồi. Hết sức vớ vẩn. Huynh này. Này, huynh đã mời một ông còn uy quyền hơn ông ấy gấp ngàn lần về đây rồi. Ông nào? Mời ai? Huynh mời nào? Ai? Hãy nhìn đi. Lại còn đi rửa nữa. Huynh đi rửa tảng đá. Tảng đá là thế nào? Đây là Sơn Thần. Sơn Thần. Ông ở đâu? Sơn Thần ơi, ông đang ở đâu? Sơn Thần ơi, ông đang ở đâu? Ta đã được làm bạn với người rồi. Ta đã được làm bạn với người rồi. Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, là mỗi khi ta ở nhà một mình, nàng không cần phải che mặt. Thiếp xin chàng. Vân Thê, nàng không hiểu lòng ta ư? Thiếp sợ chàng nhìn thấy mặt thiếp, chàng không được vui. Không hiểu kiếp trước nàng mắc tội gì mà để Diêm Vương đánh dấu vào mặt nàng như vậy. Bất công, bất công quá. Chàng có thấy bất công không? Thôi. Nàng ngồi xuống đây đi. Rồi ta sẽ đọc cho nàng nghe mấy câu thơ trong kinh thi nhá. Ngồi xuống đi. Nàng nghe nhá. Quan quan tư kiêu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nàng có biết không? Thư kiêu ấy là một loài chim nước. Mỗi khi con trống và con mái hót ứng họa thì nghe như tiếng quan quân. Loài chim này ấy sống có đôi và thủy chung đến lúc chết cơ. Còn yểu điệu thục nữ là nói về vẻ đẹp của một người phụ nữ, ví như là nàng thái tử vợ của vua Văn Vương ấy. Tóm lại là toàn bộ cái bài thơ này ấy nói lên tình cảm đậm đà sâu sắc của đôi chim thư cưu. Ok. Nàng sao thế? Thế không sao đâu. Hay vừa rồi ta nói điều gì khiến nàng phải phiền lòng? Không phải vậy đâu. Chỉ tại thiếp nghĩ khuôn mặt xấu xí của thiếp không được giống như nàng thái tử. Với lại không được như ước mơ của chàng. Thiếp không xứng với chàng, không xứng với người quân tử. Vân Thê, sao nàng nói vậy? Nàng có biết rằng với ta, nàng là người đẹp nhất không?
đẹp ư? Khuôn mặt xấu xí thế này mà cũng gọi là đẹp ư? Kìa Vân Thê, Vân Thê, đúng là cả cuộc đời ta là một chuỗi thất bại. Thất bại trong quan trường, thất bại trong chính gia đình của ta. Ôi trời. Đáng thương cho Trần Mộc ơi là Trần Mộc. Nhưng mà số phận ngươi phải thế. Bởi vì kiếp trước ngươi đã mắc tội, kiếp này ngươi phải trả. Chứ đâu phải tại nàng Vân Thế đáng thương. Nhưng mà Trần Mộc ơi, ta nói để ngươi hay. Ngày ngày ở trên kia, ta vẫn dõi theo ngươi. Mệnh của ngươi chưa hết đâu. Sơn Thần, ông đã đến đây à? Tại sao ông không đi cửa chính mà ông xuất hiện như ma ấy, làm tôi giật hết cả mình. Mà này, sao giữa ban ngày ban mặt thế này ông lại xuất hiện được à? Thế ngươi tưởng ta không xuất hiện lúc mặt trời mọc à? Bởi vì ta là Sơn Thần, chứ không phải là ma quỷ mà lại xuất hiện trong bóng đêm. Ta đợi ngươi mời rượu mà chả thấy ngươi mời chi cả. Ôi cha, rượu có thơm không? Hả? Thèm không? Mùi ghê chết đi được. Hả? Ngươi nói gì? Ông nghe thấy à? Sao không nghe thấy? Mà này, ông uống rượu sao không ngồi xuống ghế, lại ngồi hết lên bàn thế này, bút nghiêng rồi là... Thế không ngồi đấy thì ngồi đâu? Ông ngồi xuống ghế đi. Anh ngồi, ngồi đây gãy hết bàn của tôi. Được, được, được. Ta sẽ ngồi xuống ghế. Tôi hỏi khi không phải. Thế những ngày nghỉ thì ngài làm gì ạ? Thì dương sao thì thiên đình cũng vậy. Làm việc 7 ngày là nghỉ 2 ngày thôi. Được nghỉ những 2 ngày? Đúng rồi. Thế tôi hỏi khi không phải. Những các cái ngày nghỉ như vậy, ông làm gì? Những ngày nghỉ, ta đi chu du ngắm cảnh, đi năm châu bốn bể. Nhưng mà ta nói cho ông biết này, pháp luật ở thiên đình là nghiêm lắm, chứ không bát nháo như ở dương thế này đâu. Cho nên là ngươi đừng có mách với ai mà thiên đình biết được là ta mắc tội nặng đấy. Tôi cứ hỏi lằng nhằng mãi thôi, rượu đâu mang đi? Rượu, rượu tay ông cầm đấy thôi. Mỗi cái vỏ thôi, ruột hết rồi. Không bỏ bền gì với ta. Ông chờ một tí nhé. Đây, ông uống cả vò đi. Uống cả vò. Một chút chứ. Sao rượu dương thế, ngon thế, thơm quá. Uống từ từ thôi. Này, ông vừa nói thì ở trên trời với lại dưới âm phủ không có rượu cho ông uống à? Có chứ, ở đâu cũng có rượu. Nhưng mà ta nghe người ta đồn rằng ở trên trời cái rượu của Tây Vương Mẫu là đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà ta uống thử rồi, có một lần ta uống thử kém xa cái rượu của Thái Thượng Lão Quân. Nấu ở trong cái lò bát quái mà nấu lậu nhá, ngon lắm. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, không phải là nịnh ngươi đâu, vẫn thua cái rượu của ngươi. Nhất, nhất, rất ngon, rất ngon. Thế còn cái rượu ở dưới âm phủ thì như thế nào? Dưới âm phủ chán lắm, thua cái nếp cái hoa vàng ở trên dương thế các ngươi. Đây, 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 ta còn một chút đây, ngươi có nếm thử thì nếm đi. Rượu âm phủ đây à? Giời, đưa ta rót cho chắc là còn vài giọt thôi. Đấy, ôi dồi ôi. Này, rượu âm phủ cái màu lạ nhỉ?
uống có làm sao không ạ? Uống đi, không chết được đâu, hỏi nhiều thế. Sao? Mật gà, chứ không phải rượu đâu. Đắng quá. Đúng. Âm phủ là như thế, đắng lắm. Mà thưa ngài, thế chứ âm phủ có đông không ạ? Đông. Đông cho nên vui. Đông à? Ừ, mà này ta nói cho ngươi biết, cái số người ở dưới âm phủ á còn đông hơn cả ở dương thế cơ. Thế còn ở trên trời ạ? Vì người chết ý cũng lên trên trời nhiều lắm mà. À, ý ngươi hỏi ta là thiên đình ấy à? Dạ vâng ạ. Ôi cha ơi, lên trên đình không phải là dễ đâu nhá. Hàng triệu triệu người mới có một người được lên trên đình thôi. Khó lắm, không phải dễ đâu. Thế cơ ạ? Ừ. Dạ thế thưa ngài rằng là nếu muốn lên trên thiên đình thì phải làm thế nào? À, phải làm thế nào ư? Ngươi hỏi ta khó trả lời quá. Đại ý là phải tu nhiều đời, phải là rất tốt, phải trong trẻo sáng sủa như một tờ giấy trắng. Nói chung là không có một tí tội lỗi nào, hiểu chưa ngươi? Vâng. Hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. À, nhưng mà ta bảo ngươi này, cứ uống rượu như ngươi và ta thì không lên thiên đình được đâu. Mà ta bảo này, lên thiên đình làm cái quái gì, chán chết đi được ấy. Dạ, ngài nói gì ạ? Ta bảo là lên thiên đình chán lắm, chết chán chết đi được. Ngài nói vậy, tôi nghe nó không thuận tai. Không thuận ba tai thì cái bố anh. Thôi được rồi, thế ngài uống rượu đi. Và tiện thể nói về cái chuyện thần linh, thì tôi muốn nói cái chuyện chữ nghĩa. Ừ. Tôi muốn hỏi ngài một câu có được không ạ? Cứ hỏi, ngươi hỏi 10 câu cũng được. Nhưng để ta uống hết cái vò rượu này, thế xong rồi lấy cái vò rượu khác thì ngươi lại hỏi tiếp nhá. Dạ vâng, nhưng mà để tôi hỏi trước, không ngài uống say, ngài lại không trả lời được. Dạ thưa ngài, tôi học hành chăm chỉ, vậy mà đầu óc vẫn tối tăm, thi cử mãi không đỗ, vậy là cớ làm sao ạ? Học hành rất chăm chỉ. Vâng. Nghĩa là không ngu si dốt nát. Dạ. Nhưng mà thi vẫn cứ trượt đúng không? Đúng rồi ạ. Chào ơi, dễ lắm. Để ta bấm độn cho nghe. Là cái chi. À, là cái số của ngươi chưa đến vận thôi. Dạ. Số ạ? Ừ. Dạ, thế bao giờ mới đến vận ạ? À, thì... Út. Không được. Ta mà nói lộ thiên cơ là ta chết đấy. Ôi giời đất ơi, đại ca mà cũng còn sợ chết. Hả? Đại ca là thằng nào? Còn thằng nào nữa là cái thằng... Đó là thế này, đại ca ấy có nghĩa là huynh trưởng. Mà huynh trưởng ấy có nghĩa là ngài đấy. À, thế mà ta lại cứ tưởng. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, ai chẳng mà sợ chết. Hả? Chết chỉ là một hình thái tương đối thôi. Giá mà chết hẳn thì nó còn đỡ. Đằng này sống sợ chết dở, rồi cứ lưu tầng địa ngục từ tầng này đến tầng khác. Chao ôi, kinh khủng lắm. Liệu sợ lắm. Số phận của tôi có thay đổi được không? À, thay đổi à? Nhưng để làm gì? Chả giấu gì ngài, gia đình rồi họ hàng nhà tôi thì mong mỏi tôi đỗ đạt làm quan. Cho dù một chức quan biết tí thế này cũng được. Để làm gì? Khổ quá, cứ hỏi để làm cái gì nữa. Làm quan ấy thì sẽ có nhiều tiền nhiều lộc để nuôi vợ nuôi con, rồi mở mày mở mặt thiên hạ, chứ có để làm gì. Ta hiểu rồi. Ai chứ lời danh. Tầm thường lắm. Được, để ta xem đã. Đầu óc chữ nghĩa tối dầm như thế này thì chứng tỏ ngươi có một trái tim không tốt. Ôi trời ơi, thôi ông Liên Thuyền nó vừa chứ. Như tim gan lòng mề thì có liên quan gì đến cái chữ nghĩa mà ngu xuẩn.
Đồ ngu xuẩn. Tôi ngu xuẩn nhưng tôi được làm quan là cũng được rồi. Ngài có thể giúp được tôi không? Tôi hứa với ngài ấy là tôi sẽ đội ơn ngài suốt đời. Và rượu, đúng rồi, rượu ngài sẽ uống cả đời không hết. Giúp tôi nha. Nhưng người sẽ phải trả một giá đắt đấy. Đắt tôi cũng chấp nhận. Mà này, tôi thề với ông ấy, nếu như ông giúp tôi được làm quan ấy thì tôi sẽ đội ơn ông suốt đời. Và hàng ngày ấy, tôi sẽ bê rượu lên để cho ông uống. Ông uống cả từ đời này sang đời khác cũng thoải mái vô tư. Nhớ nhá. Được. Nói lời phải giữ lấy lời. Được rồi, nào, quắc. Đừng như con kiến nó bò rồi lại bò ra. Khổ quá. Được, uống rượu suốt đời nhớ. Uống rượu suốt đời. Ừ, nhưng mà ngươi nhớ, ngươi sẽ phải trả một giá đắt đấy. Khổ quá, giá đắt thế nào tôi cũng chấp nhận mà. Được, để ta xem đã. À, người này có một người. Một người à? Ồ, nhưng mà người này bị bệnh ăn tham quá chết không được. Người này sao? Ừ, không được. Bị phù nghề nào không được. Người này có một người rất lương thiện. Có một người lương thiện à? Rất 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 tốt. Ngay ở làng bên. Thế à? Phạm những người rất tốt thì ngài lại hãy đón đi sớm để ta xem là người này trái tim còn dùng được không đã. Này, ta sẽ đến thay trái tim cho người. Thay xong là tôi được làm quan luôn đúng không? Được. Thế thì ông đi đi. Nhưng mà ngươi nhớ, ngươi sẽ phải trả một giá đắt đấy. Ồ, quá cứ loanh quanh giá đắt mãi, đắt khi nào tôi cũng chấp nhận thôi. Được, ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi nhớ, ngươi phải trả một giá đắt đấy. Ông này nhiều lời đi nhỉ. Khổ quá, ông đi nhanh nhanh như chúng tôi nhờ. Ông đâu rồi? Ôi giời đất ơi, chơi mấy thần tiên đi, có ngày chết non mất. Đúng rồi. Cú 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 cú. Dạ, chúng đệ có lời chào huynh ạ. Này, trời mưa gió thế này, hai đệ đến gặp huynh có việc gì thế? Mưa gió thế này, cộng với xế chiều này là ba huynh ta chén hết cả chiều này. Dạ, đúng quá nhỉ. Dạ, báo cáo với huynh là cái vò rượu này là phụ thân của đệ chôn ở đằng sau vườn 3 năm nay rồi. Sáng nay đệ mới móc trộm lên để đệ mang đến đãi huynh ạ. Dạ đúng đấy ạ. Thế là các đệ đến đây là rủ huynh uống rượu ạ? Huynh cảm ơn, thế nhưng mà không được, không được, hôm nay không được rồi. Sao? Sao thế? Huynh ốm ạ? Huynh ốm à? Không. Mà trông người khỏe thì ốm cái gì mà ốm? Quá, huynh không ốm. Thế nhưng mà... Đúng rồi. Hả? Các đệ có nhớ là cái tảng đá mà huynh lấy ở cái đền hoang ấy, xong huynh mang vào cái gì lâu ấy nhỉ? À! Nhớ rồi, nhớ rồi. Nhớ rồi. Hôm ấy huynh mang vào thanh lâu. Đúng rồi. Nhưng mà huynh bảo là cái gì sơn nhỉ? Gì sơn nhỉ? Dầu cái đầu đất. Sơn thần. À ừ, sơn thần. Sơn thần. Huynh còn sờ vào cái tảng, sờ mỏ vào cái tảng đá. À. Nhưng mà có thấy nó động đậy gì đâu. À. Sao lại không động đậy? Các đệ không biết thì thôi nhá. Chứ vừa rồi ấy, cái hòn đá ấy là sơn thần đấy. Huynh vừa mới nói chuyện với sơn thần xong, mà sơn thần còn uống rượu với lại huynh đấy. Huynh ngứ đùa. Huynh đùa với các đệ làm cái gì? Mà này, sơn thần còn hứa là sẽ thay cho huynh trái tim đấy. Có khi ông ấy chuẩn bị về đến nơi rồi. Này, hai đệ làm cái gì mà cứ quanh như là chó quanh ổ đẻ thế hả? Ôi, hai đệ làm cái trò gì thế? Dạ, run à. Ôi, thôi, không có run đĩa run kim gì cả. À mà đúng rồi, vào trong nhà, huynh sẽ bảo vợ huynh hâm nóng rượu để các đệ uống nhé. Rượu nóng hả? Thế là hết ngay. Hâm thế ơi, hâm nóng rượu.
để các đệ của ta uống nhá. Hả? Rượu nắng. Có mồi không? Có mồi không? Có mồi không? À, có tép kho với sung chấm muối. Rượu nóng, rượu nóng. Chúc tôi có lời chào các huynh ạ. Huynh, che mặt thế này. Vợ huynh che mặt hay không, không liên quan gì đến các đệ. Các đệ đến đây là uống rượu, đừng để cho huynh cáu nhá. Huynh còn nhà, đứng vào trong nhà đi. Huynh hôm nay thế nào cứ khăng khác lên. Khác cái gì? Các đệ không biết chứ. Huynh ý với lại Sơn Thần vừa uống rượu đấy. Mà này, còn uống rượu cõi âm cơ chứ. Huynh cứ đùa. Nói dối các đệ làm gì? À kia rồi, ngài đã về đây rồi. Ngài hãy mau thay trái tim cho tôi đi, thay luôn đi. Huynh, huynh bị thần kinh à? Huynh bị đau à? Làm gì có? Ta đã nói với ngươi là ở nhà một mình, sao lại có người khác ngồi đây? Nếu vậy, ta về để khi khác ta đến. Khoan đã, ngài đã hứa là thay trái tim cho tôi, vậy ngài hãy thay trái tim luôn cho tôi đi. Đúng, đây là trái tim của người lương thiện, tốt bụng. Trái tim này ta sẽ thay cho ngươi. Ta hy vọng rằng với trái tim này, ngươi cũng sẽ tốt bụng và lương thiện như người đó. Đội ơn ngài ạ. Đội ơn ngài ạ. Đây là Sơn Thần, bạn của ta. Nàng hãy chào bạn của ta đi. Ơ kìa, nàng bị sao thế? Này, vợ tôi làm sao thế? Không sao, không sao. Bởi vì vợ chàng chào ta to quá, nên ta giật mình. Cứ để vợ ở chàng như thế để ta đỡ lộ thiên cơ. Hai thằng kia. Hai thằng kia. Này, các đệ không nghe thấy Sơn Thần hỏi à? Ông nói chuyện với người dương. Thôi chết, sao các đệ của tôi lại không nói chuyện với người dương? Không phải hoàng hốt, bởi vì chúng nó sẽ giúp ta thay trái tim cho ngươi. Nào, ngươi đã sẵn sàng chưa? Tôi đã sẵn sàng rồi ạ. 1, 2, 3. Thường thay cho những người ở dương gian. Danh và lợi. Hư ảo hết thôi. Nhưng ta đã chót uống rượu của người dương mất rồi, cho nên ta phải thực hiện lời hứa thôi. Hứa.